Cộng đồng mạng quốc tế sửng sốt khi máy bay siêu chiến đấu Su-30 Mk2 của Nga lại xuất hiện trên bầu trời vùng quê Việt Nam thế này. Xin chào các tình yêu của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, những năm qua Việt Nam chúng ta đã có sự phát triển nhanh chóng mặt trên tất cả các lĩnh vực. Thế nhưng rất tiếc là nhiều người nước ngoài vẫn còn định kiến gì đó về Việt Nam, rằng đất nước hình chữ S vẫn chỉ là một nước bé tí tẹo, nghèo đói và lạc hậu, là quốc gia mà đến cái ốc vít cũng chẳng sản xuất nổi. Có lẽ chính vì cái định kiến cũ rích ấy nên mới đây các anh em netizen quốc tế đã được dịp tròn xoe con mắt, ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa khi chứng kiến đoạn clip được quay ở đồng ruộng Việt Nam. Đoạn clip được đăng tải lên Telegram với một hình ảnh không thể khó tin hơn. Máy bay siêu chiến đấu Su-30 Mk2 của Nga đang giải cánh tung bay trên bầu trời nông thôn của Việt Nam. Nhiều người vò đầu bứt tai thắc mắc, Su-30 Mk2 phải không? Sao nó lại bay đầy như chim thế này? Việt Nam nước nhỏ mà làm to thế? Vậy thực hư là như thế nào đây? Nếu là một người Việt yêu nước thì chắc bạn cũng hoang mang không kém đúng không ạ? Nếu thế thì hãy cùng mình đi tìm hiểu xem sao nhé! Cụ thể là hôm vừa rồi trên Telegram, một tài khoản mạng đã đăng tải loạt hình ảnh được quay và chụp lại ở vùng quê Việt Nam. Bài viết đã được đặt cho chiếc tiêu đề không thể giật tít hơn: Ở Việt Nam, Su-30 Mk2 bay từng đàn trên đồng lúa. Có lẽ người nước ngoài cũng hiếu kỳ và quan tâm đến sự phát triển của nước ta lắm đó các bạn ạ. Vậy thì để hiểu rõ hơn rằng dân mạng quốc tế đang thực sự nghĩ gì, chúng ta hãy cùng điểm qua một vài dòng bình luận của netizen nhé. Nhớ sửa soạn khăn giấy vì những dòng bình luận sau sẽ khiến bạn cười ra nước mắt. Từ những sản phẩm thế này, hiểu sao con người Việt Nam rất nhiều nhân tài, món đồ chơi rất đẹp. Không tin được Việt Nam cũng có máy bay chiến đấu, đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Không có gì bất ngờ, ở Việt Nam chỉ cần bước ra khỏi cổng nhà là máy bay đưa bạn đến muôn nơi. Tuyệt vời, công nghệ quân sự Việt Nam có cơ hội phát triển từ đây, Việt Nam top 1 châu Á. Việt Nam sản xuất được máy bay chiến đấu, khó tin nhưng có thật. Đây là một video được làm giả phải không? Tôi không thể nào tin nổi chuyện này có thể xảy ra, tôi chưa từng được nhìn thấy chiếc máy bay này ngoài đời. Vâng, đúng là vui thôi, đừng vui quá. Thật là xin lỗi các bạn nước ngoài vì đã bị thao túng tâm lý bởi chiếc video clip này đến từ vị trí của Việt Nam. Thôi thì để các anh em không còn tò mò hay hoang mang thêm nữa thì mình xin bật mí luôn. Thật ra chiếc Su-30 Mk2 trong đoạn clip là một sản phẩm được làm lại, là máy bay mô hình made in Việt Nam, được chế tạo bởi một chàng trai đặc biệt. Nhân vật mà mình vừa nói là một chàng trai sinh năm 1997, tên là Hoàng Văn Khôi. Anh ấy đang điều khiển một chiếc máy bay mô hình Su-30 Mk2, động cơ chạy bằng xăng có kích thước lớn. Điều khiến nhiều người nể phục đó chính là anh Hoàng Trọng Khôi, người chế ra mô hình Su-30 Mk2, chỉ là một thanh niên làm nghề cắt tóc đến từ Yên Bái, không hề qua trường lớp đào tạo nào ngoài việc tự học để thỏa mãn đam mê. Ngoài nghề cắt tóc ra thì mỗi tháng chàng trai 9X Hoàng Khôi đến từ Lục Yên, Yên Bái còn bán từ 50 đến 80 chiếc máy bay mô hình chạy bằng động cơ, doanh thu khoảng 200 triệu đồng. Chúng ta cùng làm quen với chàng trai này và tìm hiểu ra cách mà anh chàng thao túng cả mạng xã hội Đức bằng siêu phẩm Su-30 Mk2 của mình nhé. Đam mê đặc biệt với dòng máy bay chiến đấu Su của Nga, chàng trai dân tộc Tày Hoàng Văn Khôi đã tìm hiểu và chế tạo thành công các mô hình máy bay Su để thỏa mãn đam mê của mình. Chuyện là trong một lần tình cờ xuống Hà Nội và thấy một nhóm chơi máy bay mô hình ở các công viên, anh chàng đã tò mò rồi tìm hiểu và đam mê từ đấy. Qua nhóm thì anh chàng cũng được các anh chị chỉ giúp cách làm các mô hình đầu tiên. Mô hình máy bay đầu tiên mà Khôi làm chạy bằng pin sạc. Thời gian bay của mô hình này khoảng 4 đến 5 phút, còn loại chạy xăng thời gian bay trên 30 phút. Vì đam mê với các dòng máy bay tiềm kích của Nga, nên Khôi đã làm các mô hình của Su-27, Su-30, Su-34, Su-35 và Su-37. Để tạo ra một mô hình máy bay chiến đấu, Khôi đã mất khá nhiều thời gian tìm hiểu qua sách báo và trên mạng. Chàng trai người dân tộc Tày giải thích, máy bay mô hình bao gồm điều khiển, pin, các hệ thống lái. Đầu tiên là in bản vẽ, cắt hình khuôn trên bìa Formex, ghép lại lắp động cơ điện và bay thử. Bên cạnh sự khéo léo thì việc tạo ra khung sườn cho mô hình máy bay là hoàn toàn không dễ như mọi người vẫn nghĩ. Khó khăn nhất khi chế tạo mô hình Su-30 Mk2 là khung sườn, vì khi làm phiên bản chạy xăng thì bên trong cần độ chắc chắn, cứng cáp thì mới chịu được trọng lượng của máy nổ trên thân máy bay. Trông chiếc máy bay này đi, nó cũng thiện chiến và ngầu chẳng kém gì hàng thật đúng không nào? Mà khi biết vật liệu bên ngoài và bên trong để làm ra nó thì có lẽ các bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn. Những chiếc máy bay này, thân vỏ được tạo thành từ gỗ thông, nhựa carbon và xốp dẻo nên rất nhẹ, bền và an toàn, không lo cháy nổ khi vướng vào dây điện. Chàng trai 9X này cũng cho biết thêm, động cơ máy bay được Khôi tháo ra từ những chiếc máy cắt cỏ. Chi phí để sở hữu những chiếc máy bay kích thước lớn này từ 20 triệu đồng trở lên. Cứ 1 lít xăng, một máy bay bay được khoảng 1 tiếng. Chiếc máy bay lớn nhất có kích thước là 4m, rộng 2,5m, có thể bay từ 2 đến 3 tiếng liên tục. Ngoài những máy bay mô hình chạy bằng động cơ xăng, Hoàng Khôi còn chế tạo ra vô vàn chiếc máy bay chạy bằng động cơ điện dùng pin có kích thước nhỏ hơn, nhẹ hơn, có thể bay lượn với khoảng cách điều khiển xa 1 km.
mô hình chạy pin sạc có giá dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng trên một chiếc, còn mô hình chạy xăng có giá từ 10 triệu đến 20 triệu đồng một chiếc do kích thước lớn. Vậy là từ một thợ cắt tóc, Hoàng Khôi làm việc kiếm tiền để phục vụ sở thích của mình. Sau 7 năm, Khôi đã có trong tay gia tài là hơn 20 chiếc máy bay mô hình chạy bằng động cơ nguyên liệu xăng. Hoàng Khôi cho biết, mỗi tháng em bán được từ 50 đến 80 chiếc máy bay mô hình chạy bằng động cơ, doanh thu khoảng 200 triệu đồng, không kể vài chục chiếc máy bay nhỏ có giá vài trăm nghìn mua về bán thương mại. Thực tế có thể bạn chưa biết đó là Việt Nam là một trong những quốc gia sở hữu số lượng máy bay Su-30 MK2 lớn nhất thế giới. Thỏa mãn niềm đam mê với chiếc Su-30 MK2, Hoàng Văn Khôi đã chia sẻ lên mạng xã hội các clip mình điều khiển máy bay mô hình đang bay lượn trên trời trong khung cảnh núi non hữu tình và ngay lập tức thu hút được rất nhiều bạn trẻ có cùng sở thích. Trên TikTok của anh chàng, cư dân mạng bình luận rất sôi nổi và dành nhiều lời khen cho chàng trai như thế này. Khá là nể đam mê của em, ở nước ngoài là bị mời về viện nghiên cứu đặc chủng luôn đó, quá tuyệt vời. Nền quốc phòng Việt Nam cần có những nhân tài như Khôi. Một bộ óc thiên tài, quả là tuyệt vời, nhiều giáo sư, tiến sĩ chịu thua. Làm chỉn chu, gắn vũ khí hạng nhẹ có thể tác chiến phạm vi gần như UAV được mà. Bay nhìn đỉnh quá, tôi tưởng hàng xịn của Nga, ai ngờ là bản sao chép y hệt bản thật của người Việt. Đam mê là một phần thôi, nhưng đam mê mà kiếm được ra tiền thì mới gọi là đỉnh cao các bạn ạ. Mọi nỗ lực của chàng trai đã được đền đáp. Dần dần nhiều người biết tới và đặt hàng anh sản xuất các loại mô hình máy bay theo yêu cầu. Và những chiếc máy bay này sản xuất tới đâu, có khách đặt mua tới đó. Đây là hình ảnh mà Hoàng Khôi dùng thùng xốp đóng hàng chuyển cho khách. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu như tất cả các mẫu máy bay có trên thế giới thì cơ sở của Khôi đều có thể chế tạo ra mô hình tương tự được. Khôi còn chia sẻ trên tài khoản cá nhân rằng khách hàng có cả trong và ngoài nước. Khách nước ngoài chủ yếu là Việt Kiều, nhờ người nhà ship sang bên đó, phản hồi của khách hàng rất tốt, thậm chí còn giới thiệu người mua thêm. Có phải khi mình nói tới đây thì các bạn vẫn còn băn khoăn và thấy gì đó sai sai đúng không ạ? Lỡ bay như thế gây nguy hiểm thì sao? Và chính quyền có cho phép mô hình này hay không? Các bạn yên tâm nhé, máy bay này đã được thiết kế tránh dây điện một cách hoàn hảo. Chàng trai người Tây cũng lưu ý rằng người chơi cần chọn không gian thoáng và rộng để bay nhằm đảm bảo an toàn cho dân cư. Với không gian nhỏ dưới 100m thì có thể chơi mô hình kích thước chiều dài 1m, chiều rộng 75cm và chạy bằng pin sạc, sử dụng motor 3 pha không chổi than. Hơn nữa, do Khôi sinh sống tại Yên Bái, khu vực có nhiều đồng ruộng nên khi cho bay thử nghiệm thì cũng không ảnh hưởng gì đến người dân. Nên chọn nơi có địa hình thoáng như cánh đồng hoặc sân rộng, tránh ảnh hưởng tới mọi người. Và còn uy tín hơn, mỗi lần test máy bay, Khôi sẽ tới Ủy ban Nhân dân xã và Ban chỉ huy quân sự xã để xin được cấp phép. Chính quyền cấp phép bay ở khu vực nào thì chỉ được bay ở đó. Khôi cho biết, muốn lan tỏa niềm đam mê với những người cùng sở thích nhưng chưa có đủ điều kiện bằng cách hỗ trợ về chuyên môn. Anh bạn mong muốn sẽ có một lớp học truyền cảm hứng cho các em thiếu nhi. Lớp học đó sẽ dành cho các em nhỏ đam mê sáng tạo, đam mê máy bay mô hình ở các vùng nông thôn không có điều kiện mua các sản phẩm có sẵn. Nếu các anh em của Việt Nam Stronger mà đam mê bộ môn này thì có thể tìm hiểu thêm về các mô hình máy bay thông qua YouTube hoặc TikTok của Khôi nhé. Cuối cùng thì cũng chỉ biết chúc cho những dự định và niềm đam mê máy bay mô hình của Hoàng Khôi sẽ ngày càng được nhiều người biết tới. Và biết đâu một ngày, anh chàng có thể giúp sức để Việt Nam sản xuất hàng loạt vũ khí xịn sò để rồi vươn tầm thế giới luôn thì sao? Còn các bạn cảm thấy như thế nào khi nghe được thông tin này? Liệu có chung những cảm xúc như mình hay không? Hãy comment xuống dưới cho mình biết với nhé! Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé! Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha! Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo!